Kết quả cuộc khảo sát được công bố gần đây cho thấy cách biệt lớn về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ. Một cuộc thăm dò của Washington Post, ABC News cho thấy, nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 23 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh bại đương kim Tổng thống Joe Biden với cách biệt 10% số phiếu phổ thông. Kết quả cho thấy, ông Trump dẫn trước ông Biden với cách biệt lớn nhất kể từ khi cả hai tuyên bố tranh cử cho cuộc bầu cử năm 2024. Kết quả cuộc thăm dò được công bố hôm 23 tháng 9 cho thấy 52% số người được hỏi sẽ chọn ông Trump và 42% sẽ đứng về phía ông Biden, trong khi số còn lại chưa quyết định hoặc sẽ không bỏ phiếu. Khi các nhà thăm dò của Washington Post, ABC đặt câu hỏi tương tự vào tháng 2, ông Trump đã dẫn trước ông Biden 4 điểm, ở mức 48% so với 44%. Kết quả này khác biệt so với một loạt cuộc thăm dò gần đây, khi ông Trump chỉ nhỉnh hơn một chút, hoặc trong thế giằng co với ông Biden. Một cuộc thăm dò của NBC News cũng được công bố hôm 23 tháng 9, cho thấy ông Trump và ông Biden hòa nhau ở mức 46%, trong khi cuộc khảo sát của Fox News tuần trước xếp ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 48% đến 46%, còn cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% đến 46%. Tuy nhiên, trước khi đối đầu với ông Biden lần thứ hai, ông Trump sẽ phải đánh bại một nhóm đối thủ, gồm các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, những người đang kỳ vọng giành được đề cử của đảng ra tranh cử Tổng thống. Kết quả của các cuộc thăm dò lớn đều cho thấy, ông Trump đang dẫn đầu Đảng Cộng Hòa, trong khi ông Biden cũng nói với các nhà tài trợ rằng, ông Trump được định sẵn sẽ trở thành ứng cử viên một lần nữa. Theo khảo sát của Washington Post, ABC, ông Trump đang dẫn trước gần 40 điểm so với đối thủ lớn nhất của Đảng Cộng Hòa, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, với tỷ lệ 54% so với 15%. Mặc dù vậy, cả ông Biden và ông Trump đều phải đối mặt với những trở ngại lớn trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Trump sẽ bước vào mùa bầu cử năm tới với hơn 90 cáo buộc trong 4 vụ án riêng biệt liên quan tới cáo buộc về nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, xử lý sai tài liệu mật và các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm. Ông Trump khẳng định các cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị và Bộ Tư pháp của chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực loại ông khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Đối với ông Biden, mối quan tâm chính sẽ là thuyết phục cử tri rằng ông phù hợp với vị trí Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Theo cuộc thăm dò mới nhất, 3/4 số người được hỏi nói rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Ông Biden từ lâu đã bị các thành viên của Đảng Cộng Hòa công kích về vấn đề sức khỏe. Theo cuộc thăm dò của CBS News công bố gần đây, 34% cử tri Mỹ tin rằng ông Biden sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai, trong khi con số tương tự tin rằng vị Tổng thống 80 tuổi không còn phù hợp cho ghế Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.